Chiều ngày 7 tháng 4 vừa qua, nhiều thành viên mạng truyền tay nhau một đoạn clip ngắn quay lại cảnh một nhóm thi công đang dùng máy xúc đào đất thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang ngồi ở dưới lòng đất, khiến nhiều người xôn xao. Nhóm nhân viên thi công đã dừng tay, khẩn trương kéo người đàn ông này lên, sau đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến chiều tối ngày 7 tháng 4, sự việc được xác định là xảy ra trên đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, sự thật không như thông tin được một số cá nhân và fanpage chia sẻ trước đó. Cụ thể, trong lúc đang lắp đặt cống ở đường Tố Hữu, không may đất ở hai bên bất ngờ sạt lở xuống. Một nam công nhân khoảng 40 tuổi bị vùi kín ở hố đất vừa được đào xới này. Khi phát hiện sự việc, các đồng nghiệp khác đã nhanh chóng đưa công nhân này lên. Đoạn clip được chia sẻ được quay đúng khoảnh khắc các công nhân đưa đồng nghiệp lên bị hiểu nhầm là người dưới lòng đất. Phía fanpage đầu tiên đăng tải thông tin gây hiểu nhầm này cũng chính thức lên tiếng, cho biết hóng hớt viên đăng tải đoạn clip trên mạng ra chậm vài phút nên không hiểu được sự tình, gây ra hiểu lầm cho cư dân mạng. Trong chiều cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn cho biết đã cử cán bộ đến hiện trường để xác minh sự việc đang gây xôn xao mạng xã hội này.